Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm vn phần mềm phi lợi nhuận phần mềm này hỗ trợ các bạn học câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập dự thi nâng ngạch công chức phần kiến thức chung phần tiếng anh theo hình thức trắc nghiệm các bạn có nhu cầu học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912595654 và 0943078123 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối zalo với thầy giáo, các bạn nhận được tin nhắn video bài giảng, các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí. hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm theo à, cho cái tài liệu nghị định 116 à, của chính phủ à, sửa đổi nghị định 138, à, quy định về tuyển dụng à, và sử dụng quản lý công chức. À, đặc biệt hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học loại câu hỏi nâng ngạch công chức thì các tài liệu khác hoàn toàn tương tự các bạn có thể vào Google để các bạn tải cái file nghị định 116 và nghị định 138 các bạn lưu sang file út sau đó các bạn mở cái file này lên thì nó chia lấp mất màn hình rồi thì các bạn biết là chỉ mũi tên chuột vào nốt điều kiện cửa sổ dấu trừ nhấn nút trái thì nó thu nhỏ các bạn có thể mở nhiều file đó là file nghị định 116 rồi file nghị định 138 đối với Windows thì nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn. À, MacBook nằm bên tay trái. Các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ dưới đáy màn hình. Nhấn nút trái thì nó lại mở lên. À, cứ như vậy các bạn mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Sau đó các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn. Rồi các bạn gõ vào cái thanh địa chỉ là http. Uh, dấu 2 chấm. Gạch chiếu. Gạch chiếu. À, hình thức trách nghiệm chấm viên. Vì sao các bạn lại gõ thêm cái http. Dấu 2 chấm gạch chiếu để làm gì thì hiện nay trình duyệt trên máy tính của các bạn nó có hai giao thức giao thức thứ nhất là http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo giao thức thứ hai là https dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo Rồi đến tên phần mềm à, phần mềm của thầy sử dụng cái giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo sau khi các bạn soát giao thức đúng rồi tên phần mềm đúng rồi thì các bạn ấn enter à, thì xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình là đúng nếu không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình Là các bạn gọi nhầm tên phần mềm Hoặc là gọi nhầm tên giao thức Các bạn phải làm lại Trong trường hợp các bạn làm lại đúng rồi Mà nó không xuất hiện cái giao diện như các bạn nhìn thấy trên màn hình Là trình duyệt trên máy tính của các bạn Nó lưu sai cái địa chỉ rồi Thì các bạn xử lý như sau Các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn Sau đó các bạn shut down Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính để các bạn lại khởi động lại máy tính các bạn thao tác lại là được à, Xin lưu ý với các bạn máy tính kết nối nội bộ à, của cơ quan thì không đăng nhập được vì máy tính kết nối nội bộ nó không cho phép các bạn đăng nhập các phần mềm khác ngoài cái phần mềm của cơ quan các bạn à, Xin cung cấp thêm thông tin như vậy để các bạn biết là các bạn phải học trên máy tính cá nhân của các bạn thôi thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu à, môn kết thức chung ôn tập dự tuyển công chức hay là kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì các bạn để tại 1.1 các bạn có môn à, kiến thức chung ôn thi nâng ngạch công chức thì các bạn để mục số 2 này các bạn nhấn nó trái sau đó các bạn có ký danh mật khẩu khi có ký danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao là phải bí mật vì người khác biết được đăng nhập phần mềm nó xung đột với các bạn vì vậy mỗi một ký danh một mật khẩu là của một bạn duy nhất chúng ta không dùng chung được à, các bạn lưu ý như vậy vào trong phần mềm này các bạn sẽ thấy uh, có gần 200 tài liệu để các bạn chọn các tài liệu để uh, các bạn ôn tập để vượt qua kỳ thi rồi các bạn chọn các tài liệu khác để các bạn học nếu các bạn có thời gian để khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn như vậy học trên phần mềm các bạn luôn liên tục đạt được hai cái mục đích mục đích thứ nhất là có kiến thức vượt qua kỳ thi mục đích thứ hai là có kiến thức khi trúng tuyển khi được nâng ngạch các bạn làm việc tốt hơn và phải học theo cái phương pháp nào đó để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì các bạn cũng làm được. Đó là phương pháp các bạn học, các bạn phải hiểu nội dung, rồi các bạn có năng lực tư duy, rồi hình thành năng lực ứng dụng vào thực tiễn là các bạn giải quyết được. Đấy, thầy lướt để cho các bạn thấy à, rất là nhiều. À, như vậy những những cái tài liệu à, nâng ngạch thì theo cái à, danh mục của Bộ Nội vụ thì trên phần mềm của thầy có đầy đủ hết. Các bạn cứ lần lượt à, chọn để các bạn học. À, sau đó là cả các bạn lưu ý là à, chúng ta phải học từng tài liệu một hết tài liệu này đến tài liệu khác tài liệu nắm nào nắm chưa tốt thì chúng ta quay lui chúng ta ôn tập lại và học trên phần mềm nó rất nhanh à, tôi sẽ minh họa với các bạn à, cái kinh nghiệm dạy đại học thì cháu thấy rằng những bạn nào học hiểu nội dung thì các bạn qua kỳ thi rất tốt và ra trường các bạn làm việc rất tốt chứ còn không thể học thuộc được vì sao không thuộc được vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên màn hình được Nội dung câu hỏi, nội dung phương án nó thể hiện hết trên, trên màn hình à, Chúng ta chỉ cần luyện ở nhà Sau đó là kỳ thi chính thức diễn ra 60 câu 60 phút à, Các bạn phản ứng được rất nhanh Các bạn có năng lực tư duy rồi à, Các bạn các bạn cần tài liệu nào Các bạn để con chó tài, tài liệu đó Các bạn nhấn nút trái Thí dụ câu hỏi trắc nghiệm cho nghị định 116 Sửa cái nghị định 138 này Các bạn nhấn nút trái Sau đó các bạn chờ phần mềm nó lót dữ liệu lên sau đó các bạn thực hiện đề thi, sau đó là các bạn chờ một chút thì xuất hiện start, các bạn nhấn vào start, sau các bạn nhìn sang tay trái mà nhìn có chữ finish này, finish có nghĩa là hoàn thành, các bạn nhìn sang finish rồi các bạn nhấn nó trái vào finish, các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới thấy nộp bài kết thúc, nộp bài kết thúc. học lần đầu tiên các bạn chưa cần phải làm bài, nội dung phương án đúng vì sao nó đúng vì nó có đúng như trong tài liệu, nội dung nó sai vì nội dung nó sai với tài liệu và nội dung đó lại không có trong tài liệu thì cũng gọi là nó sai à, đúng sai còn phụ thuộc vào nội dung câu hỏi à, vì vậy chúng ta phải hiểu nội dung khi chúng ta hiểu nội dung rồi thì các dạng câu hỏi đó là các bạn giải quyết được hết đó thì đây là tôi sẽ minh họa cho các bạn cái chất lượng là file câu hỏi là nó quan trọng lắm vì kỳ thi mà, kỳ thi phân loại học viên đối với các bạn tuyển công chức thì cạnh tranh nhau chỉ tiêu tuyển À, rồi, rồi đối với các bạn nâng ngạch cũng phải cạnh tranh nhau chỉ tiêu nâng ngạch Vì thế các bạn phải học hiểu nội dung Bạn này hơn bạn kia Ở cái chỗ là à, chúng ta làm được câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên Thế còn câu hỏi nhận biết, câu hỏi tìm hiểu đương nhiên là các bạn cũng phải làm được Thì trên phần mềm của thầy có đủ các loại câu hỏi nhận biết, thông hiểu, rồi phân loại học viên Đó thí dụ như bắt đầu các bạn nạp dữ liệu báo các bạn cho từng câu hỏi này à, thì các bạn đọc nội dung này các môn thi nâng ngạch công chức chọn nội dung đúng như vậy trong bốn phương án a b c d này không có một cái phương án là cả ba phương án thì các bạn sẽ có ngay một cái phương pháp tư duy là chúng ta chọn ra một phương án đúng còn ba phương án còn lại chắc chắn là phương án sai đó thì câu hỏi là các môn thi nâng ngạch công chức chọn nội dung đúng thì phương án a là kiến trúc kiến thức chung là một môn này ngoại ngữ là một môn này tin học là một môn này chuyên môn nghiệp vụ là một môn này như vậy phương án nào đúng đây thì sẽ có một phương án đúng thì phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp làm loại câu này là phương án đúng là tất cả các giá trị trong một phương án đều đúng phương án sai là có ít nhất một giá trị trong phương án là sai cái loại câu này trong một phương án có nhiều giá trị thì các bạn phải chú ý cái cách làm là loại đó thì để hiểu nội dung thì các bạn phải nạp dữ liệu bó các bạn tức là căn cứ nghị định 116 khoản 25 à, sửa đổi khoản 5 và khoản 6 điều 37 thì à, phương án ở đây là phương án B à, đáp án B vì sao đáp án B lại là đúng à, thì các bạn để ý đáp án B đúng vì có 3 giá trị đều đúng hết đó là môn kiến thức chung à, môn ngoại ngữ và môn à, chuyên môn nghiệp vụ thì các bạn mở cái file lên đây là điều 37 của nghị định 38. Thì các bạn mở file lên thì các bạn thấy điều 37 đây. Thì các bạn nạp dữ liệu báo các bạn là thi nâng ngạch công chức gồm có môn kiến thức chung này. À, thi theo trắc nghiệm. À, không phải bây giờ theo nghị định 116 là không thi trên giấy nữa. Nội dung thi 60 câu này. Thời gian thi 60 phút này. Môn ngoại ngữ này. Thi trắc nghiệm này. Theo trắc nghiệm trên máy tính. 30 câu 30 phút này. À, một trong năm thứ tiếng Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc à, và thời gian thi 30 phút đó. Như vậy đối với môn uh, à, kiến thức chung các bạn sẽ thi 60 câu 60 phút theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Môn ngoại ngữ uh, sẽ được thi một trong năm thứ tiếng uh, và thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính uh, và uh, 30 câu 30 phút. Đó. Các bạn phải làm được ít nhất 50% số câu trả lời đúng của mỗi môn thì các bạn mới qua được uh, cái vòng trắc nghiệm. Sau đó qua là vòng trắc nghiệm các bạn sẽ học vòng à, môn chuyên ngành. Như vậy cái môn tin học theo nghị định 116 sẽ bị bãi bỏ. Vì thi trắc nghiệm trên máy tính rồi, không thi trên giấy nữa. Cho nên môn tin học sẽ bị bãi bỏ. À, khai tử cái môn tin học đối với thi nâng ngạch công chức. Còn môn chuyên môn nghiệp vụ à, thì các bạn để ý là đối với ngạch chuyên viên cao cấp. Từ chuyên viên chính đến chuyên viên cao cấp thì thi viết đề án thời gian 8 tiếng và bảo vệ đời án là tối đa 30 phút thì các bạn thấy là các bạn viết trên giấy 8 tiếng trong một ngày thi rất là à, tích cực rồi đối với ngạch à, chuyên viên chính à, từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính thì các bạn thi viết 180 phút rồi các bạn đối với ngạch cán sự à, lên ngạch chuyên viên hay là ngạch nhân viên à, lên ngạch cán sự thì các bạn làm bài thi viết 180 phút à, à, 120 phút như vậy ngạch Thi lên ngạch cán sự Thi lên ngạch chuyên viên Thì thi viết 120 phút Còn thi uh, lên ngạch chuyên viên chính Thì các bạn viết 180 phút à, Đối với môn à, chuyên môn nghiệp vụ Như vậy các bạn đã hiểu được Cái nội dung này rồi Đó, Thì các bạn bắt đầu vận dụng vào Để giải quyết câu hỏi trắc nghiệm Và ở đây là không có thi môn tin học Đó, Và phải thi trắc nghiệm trên máy tính Đó, Các bạn phải nắm được dữ liệu à, Của cái điều 37 này Của nghị định 138 còn nghị định 116 là giữ nguyên à, cái môn kiến thức chung môn ngoại ngữ chỉ bỏ cái môn tin học thôi. Đó, bỏ môn tin học, khai tử môn tin học. Để còn cái môn chuyên môn nghiệp vụ là giữ nguyên trong cái nghị định 138. tám các bạn đã nạp dữ liệu báo các bạn, các bạn hiểu được nội dung rồi. Thì bắt đầu các bạn sẽ chọn phương án A vì sao nó sai. Khi học ở nhà các bạn phải chọn vì sao sai. À, môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ Môn tin học, môn uh, chuyên môn nghiệp vụ Có cái môn tin học là sai Vì theo Nghị định 116 đã khai tử môn tin học rồi Vì vậy phương án A sẽ bị loại trừ Phương án B, môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ uh, Môn chuyên môn nghiệp vụ là đúng Đó. Là đúng như trong cái Nghị định 138 và Nghị định 116 Cho nên phương án B có 3 giá trị đều đúng Đó là phương án đúng Phương án C, môn kiến thức chung, môn tiếng Anh Môn chuyên môn nghiệp vụ Như vậy cái môn tiếng Anh này thì nó là cũng đúng đây nhưng mà nó chưa đầy đủ eh, nó phải là môn ngoại ngữ đâu đó à, cho nên cái môn tiếng Anh này là viết cụ thể vào đây thì eh, trong cái các bạn hiểu là môn ngoại ngữ được chọn một trong năm thứ tiếng cho nên cái môn tiếng Anh này viết như thế này nó 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 à, nó cũng là một trường hợp thôi và nó nằm trong phương án B cho nên chúng ta sẽ loại à, trừ phương án C phương án D môn kiến thức chung môn tiếng chung môn chuyên môn nghiệp vụ thì môn tiếng trung cũng là một trong các môn của ngoại ngữ cho nên c D này thì nó à, nằm trong cái cái môn phương án b Đấy, cho nên phương án b sẽ là phương án được chọn để trả lời câu hỏi này thì cho là chọn nội dung đúng Đó, phương pháp làm là như vậy à, tương tự như vậy các bạn đã hiểu rồi thì các bạn làm ngay được cái câu tiếp theo các môn thi nâng mặc công chức chọn nội dung đúng phương án a à, môn kết thúc chung cũng là 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 đúng rồi Phương án B môn thức chung, môn ngoại ngữ, môn chuyên môn nghiệp vụ cũng là đúng. Phương án C môn nghiệp vụ, chuyên môn nghiệp vụ cũng đúng. Môn phương án D môn ngoại ngữ. Như vậy cái loại câu này là A, B, C, D đều là à, có nội dung đúng. Nhưng phương án B là có nội dung đúng nhất, đầy đủ nhất. Thì chúng ta phải chọn phương án B. Đã giới thiệu với các bạn cái loại câu này. Là có bốn phương án đều đúng thì phương án nào đúng nhất, đầy đủ nhất thì các bạn chọn. Cái, cái cái phương pháp là như vậy đến câu tiếp theo là các bạn là các môn thi nâng ngành công chức ngoại trừ phương án a môn kiến thức chung phương án b môn tin học phương án c môn chuyên môn nghiệp vụ phương án d môn ngoại ngữ thì cái loại câu này các bạn sẽ thấy là cái ngoại trừ tức là chúng ta trừ cái phương án sai ra trong bốn phương án nội dung phương án nào là sai chính là cái phương án ngoại trừ đây phương pháp làm loại câu này là phương án có nội dung sai À, chính là cái phương án ngoại trừ đó. Chúng ta nghe cái câu ngoại trừ này thì để chúng ta làm quen dần với cái từ logic để tư duy hay là à, hình thức thời gian thi môn kiến thức chung chọn nội dung đúng thì các bạn để ý phương án A các bạn đã hiểu rồi thì các bạn làm nó cái câu này là uh, rất là nhanh à, Thi trắc nghiệm trên máy tính 60 câu 60 phút. Rồi thi phương án B Thi trắc nghiệm trên giấy 60 câu 60 phút. Phương án C thi trắc nghiệm trên giấy 60 câu 60 phút hoặc thi trắc nghiệm trên máy tính 60 câu 60 phút, phương án D thi trắc nghiệm trên máy tính 30 câu 30 phút thì các bạn thấy thi trắc nghiệm trên máy tính 60 câu 60 phút là đúng, còn thi chỗ nào có thi trên giấy là bị loại trừ vì nghị định 116 là bỏ cái việc thi trên giấy rồi, đó thì các bạn hiểu là nghị định 116 là chỉ thi trắc nghiệm trên máy tính thôi, đối với các môn kiến thức chung và môn tiếng môn ngoại ngữ à, vì thế chỗ nào thi trên giấy là các bạn nó là phương án sai luôn, đó thì chúng ta để ý, chúng ta làm được một loạt câu hỏi luôn. À, sau đó là à, câu hỏi là môn ngoại ngữ theo hình thức trách nhiệm trên máy tính chọn nội dung thi thì là 30 câu về một trong năm thứ tiếng thì các bạn biết rồi. Thế còn các câu khác có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai. Đó, cái phương pháp học là như vậy nè. Chúng ta giải quyết được một loạt câu hỏi luôn. Đó, thì các bạn để ý là chúng ta làm được một loạt câu hỏi. Đó, phương pháp phương pháp làm là như vậy. Hay là các bạn bắt đầu sang cái loại là à, những bạn mà À, ngoài cái việc cái nghị định 116 này có cái cái điểm mới là ngoài cái việc uh, thi nâng ngạch thì sẽ có hai trường hợp được xét nâng ngạch đó. Thì các bạn để ý sẽ có hai trường hợp được xét nâng ngạch. Thì hai trường hợp được xét nâng ngạch này là cái mới nhất trong cái nghị định 116. đã đưa ra là trường hợp thứ nhất là uh, công chức có thành tích trong hoạt động công vụ thì sẽ đạt thành tích nào thì được xét à, trường hợp thứ hai là được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý như vậy theo luật cán bộ công chức thì các bạn để ý là công chức thì chia thành hai loại loại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý loại công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì cán bộ thì các bạn rõ rồi đó thì khi đó các bạn sẽ đọc là à, xét nâng ngạch có thành tích hoạt động công vụ thì các bạn sẽ à, à, nạp dữ liệu báo các bạn về cái cái cái, cái xét nâng ngạch đó thì là bổ sung cái điều 31 a xét nâng ngạch công chức khi có thành tích trong hoạt động công vụ các bạn mở cái file này lên để các bạn nạp dữ liệu báo các bạn này thì như vậy các bạn sẽ à, để ý ở đây là à, khi các bạn xét nâng ngạch đó, thì các bạn để ý mới nhiều cái số thì nó nó nhảy lên thì chúng ta chỉ các cái số để thu để thu 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 nhỏ nó lại thôi à, các bạn có thể chỉ các cái à, dấu này để nó à, thu 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 nhỏ cái số đó các bạn chỉ mũi tên chuột à, và nốt dấu trừ cái số để nó thu nhỏ lại đó thì các bạn thấy là à, các bạn để ý là à, đối với nâng ngạch công chức thì sẽ có bổ sung thêm hai cái hình thức à, xét Nâng ngạch hai trường hợp. Đó, thì các bạn đọc ở đây này. Thì thầy tóm tắt sang đây cho các bạn dễ đọc. À, quy định có hai trường hợp à, miễn thi ngoại ngữ này. À, thì những trường hợp nào được miễn thi ngoại ngữ? Thì tính đến ngày hết hạn Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển nâng ngạch công chức thì trường hợp thứ nhất là công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 5 năm công tác thì các bạn à, sẽ được miễn thi ngoại ngữ. Trường hợp thứ hai là thuộc một trong các trường hợp được miễn thi thì có ba có ba trường có ba đối tượng. Đối tượng thứ nhất là có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyến Thì cái này giữ nguyên trong cái nghị định 138. À thứ hai là có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định. À, cái cái đối tượng thứ ba là có chứng chỉ dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số trong trường hợp dự tuyển công chức Và làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số. Thì cái điểm cái đối tượng 1 và 2 thì rất rõ rồi. Đối tượng thứ ba thì các bạn thấy có chữ hoặc. Chữ hoặc ở đây có nghĩa các bạn rất lưu ý cái từ logic hoặc và chữ và, hoặc tức là có cái này thôi có cái kia hoặc quốc cả hai, tức là có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số mà không phải là người dân tộc thiểu số, mà các bạn lại công tác ở vùng dân tộc thiểu số là đương nhiên là các bạn được miễn thi môn ngoại ngữ. À, có cái kia tức là người dân tộc thiểu số mà lại không có chứng chỉ dân tộc thiểu số, mà các bạn lại công tác tại vùng dân tộc thiểu số thì các bạn cũng được miễn à, thi môn ngoại ngữ. À, có cả hai thì càng tốt thí dụ như có chứng chỉ dân tộc thiểu số và bạn là người dân tộc thiểu số, bạn công tác tại vùng dân tộc thiểu số thì đương nhiên bạn có cả hai đó thì là các bạn cũng sẽ được miễn à, thì môn ngoại ngữ như vậy các bạn đọc cái tia cái ba này thành nhấn mạnh cái chữ hoặc để các bạn thấy là à, chú ý nhất là khi các bạn có cái này hoặc có cái kia hoặc có cả hai nhưng phải công tác ở vùng dân tộc thiểu số thì mới được miễn các bạn có chứng chỉ dân tộc thiểu số mà các bạn lại không công tác trong vùng dân tộc thiểu số thì không được miễn. Hay là các bạn là người dân tộc thiểu số nhưng lại công tác không ở trong cái vùng dân tộc thiểu số là không được miễn. Cho nên cái điều kiện bắt buộc ở đây là bạn phải công tác ở vùng dân tộc thiểu số. Thì khi bạn công tác ở vùng dân tộc thiểu số, bạn có cái chứng chỉ dân tộc thiểu số, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc bạn là người dân tộc thiểu số thì bạn mới được miễn. Đó, các bạn phải chú ý nha. cái từ hoặc này là như vậy này. À, cái điều kiện quan trọng nhất được miễn tức là công tác tại vùng dân tộc thiểu số thì bạn phải có cái này hoặc có cái kia. À, thì các bạn sẽ được miễn. Kể cả cái nhóm công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu à, còn dưới 5 năm công tác như vậy chúng ta sẽ có bốn nhóm, bốn đối tượng à, được miễn thi ngoại ngữ. Ngoài bốn đối tượng này ra thì các bạn phải thi môn ngoại ngữ hết. Còn môn kỹ tức chung thì tất cả các bạn đều phải thi. Được. Đó. Như vậy, uh, Nghị định 116 khẳng định, uh, cụ thể hóa là trường hợp phải thi nâng ngạch uh, có thêm hai trường hợp các bạn không phải thi. Uh, đó là trường hợp có thành tích trong hoạt động công vụ, rồi trường hợp các bạn được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Uh, thì như vậy, cái trường hợp uh, thứ nhất là chỉ áp dụng cho trường hợp là xét từ ngạch nhân viên lên ngạch căn sự và tương đương hay là ngạch à, từ cái ngạch cán sự à, lên ngạch chuyên viên, đó. như vậy là các ngạch từ chuyên viên trở xuống thì à, các bạn đạt được à, thành tích một trong hai thành tích đó thì đây là cái đạt được cái điều kiện a hoặc là điều kiện b như vậy ở đây là à, các bạn để ý là à, đáp ứng được một trong các điều kiện một trong các điều kiện à, thì có hai điều kiện a b mà thì điều kiện a là À, các bạn đặt đặt được tặng bằng khen của bộ ban ngành của tỉnh trở lên à, do có thành tích công tác và đạt à, đánh giá xếp chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liên kề trước năm xét à, ngành thì cái quan trọng nhất ở đây chính là cái bằng khen à, bằng khen từ cấp tỉnh trở lên hay à, là cấp ngành cấp bộ đó thế còn các cái tiêu chuẩn khác thì các bạn sẽ đạt thôi các bạn đạt được cái điều kiện a là các bạn được à, xét nâng ngạch nếu cái điều kiện a các bạn không đạt thì các bạn lại chú ý điều kiện b à, điều kiện b tức là các bạn có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch đánh giá kết quả à, đánh giá xếp chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cái này các bạn chắc chắn là được thôi ở trong đó có ít nhất một năm được đánh giá là xếp chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ đó, có một năm là hoàn thành tốt nhiệm vụ là có ổn rồi Như vậy về theo thầy đánh giá Cái điều kiện B này dễ đạt Đó, điều kiện B Như vậy các bạn sẽ có một trong uh, Điều kiện A hoặc điều kiện B Tại cái khoản 1 này Là các bạn được uh, Thuộc vào cái diện siết uh, Từ cán sự lên chuyên viên Hay là từ nhân viên lên cán sự Đó, thì như vậy Ở cái ngạch này rất ưu ái Nếu các bạn không đáp ứng được điều kiện A và điều kiện B À uh, không đáp ứng được điều kiện a và b thì các bạn lại tham gia dự thi. Đó. Thế còn đối với các bạn được muốn lên ngạch chuyên viên chính từ chuyên viên lên chuyên chính thì cái thành tích yêu cầu cao hơn thì cũng là một trong các điều kiện thì có 3 điều kiện a, b, c thì các bạn đạt được ở a hoặc b hoặc c. Đó. Cho nên cái chữ hoặc là quan trọng tức là hoặc là a hoặc b hoặc c Đó. hoặc có cái này hoặc có cái kia hoặc có cả ba thì càng tốt hoặc có cả hai càng tốt, có ít nhất một cái là được. đó các bạn đạt đạt được tặng huân chương lao động hạng ba trở lên, thế còn các cái việc xếp chất lượng thì thành nghĩ các bạn đạt là sẽ đạt thôi. À, B là các bạn được tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ, thế còn có 3 năm công tác vân vân, thì các bạn đọc là các bạn dễ đạt. còn điều kiện C là các bạn đạt danh hiệu chính trị thi đua à, bộ, ban ngành, tỉnh trở lên. đó đây là các cái cái mà số liệu cứng là các bạn muốn phấn đấu từ chuyên viên đến chuyên viên chính thì các bạn được cái thành tích như thế còn đối với chuyên viên cao cấp thì các bạn cũng đạt một trong các điều kiện các bạn đạt được điều kiện A hoặc điều kiện B thì các bạn điều kiện A là được tặng huân chương lao động hàng nhì trở lên vân vân và 3 năm thành tích liền kề là bạn đánh giá chất lượng hoàn toàn tốt thì đương nhiên được rồi điều kiện B đạt danh hiệu chính trị thi đua toàn quốc thì vẫn rơi vào cái trường hợp là à, các bạn có cái này thì thôi có cái kia có cả hai thì càng tốt đó thì các bạn sẽ được xét nâng ngạch chuyên viên chính à, lên chuyên viên cao cấp đó. mà không phải qua thi còn trường hợp các bạn không đạt được cái thành tích như thế này thì các bạn phải tham gia thi đó thì chúng ta để ý là cái cái cái, cái việc xét còn trường hợp các bạn được bổ nhiệm thì quy định là những chức vụ nào à, chỉ một số chức vụ được liệt kê trong cái nghị định 116 thôi còn các chức vụ không liệt kê ở trong cái nghị định này thì các bạn à, không thuộc cái diện xét à, như vậy xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương khi bổ nhiệm vào một trong các chức vụ thí dụ như các bạn được bổ nhiệm vào phó tổng cục trưởng và tương đương trở lên thuộc bộ cơ quan ngang bộ đó là một cái chức vụ này thì các bạn liệt kê rất nhiều chức vụ đối với chính quyền địa phương thì các bạn được bổ nhiệm giám đốc sở và tương đương trở lên thuộc ủy ban nhân cấp tính là các bạn cũng được à, xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp. Đó. thì các bạn để ý đây là đối với địa phương do còn xét từ chuyên viên lên chuyên viên chính thì có một số chức vụ thí à, dụ như phó vụ trưởng và tương đương thuộc bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ vân vân thì các chức vụ liệt kê ở đây các bạn tra vào à, là các bạn sẽ nhớ còn đối với chính quyền địa phương thì phó giám đốc sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương Đó, thì các bạn thuộc cái chức vụ này Thì các bạn đang giữ ngạch là à, chuyên viên Thì nay lên chuyên viên chính Đó, à, chúng ta để ý là um, các chức vụ Thì các bạn tra trong cái Nghị định 116 Còn cái nguyên tắc à, xét nâng ngạch Đối với xét nâng ngạch à, Xét nâng ngạch thì cái nguyên tắc của nó thì các bạn phải chú ý nhất điểm a chỉ thực hiện xét nâng ngạch lên ngạch cao hơn liền kề với ngạch đang giữ như vậy các bạn là được đề mạt giám đốc sở và các bạn lại đang ở chuyên viên thì các bạn chỉ lên chuyên viên chính thôi chứ không được vượt cấp nó như vậy ở đây khẳng định cái việc xét nâng ngạch không có xét vượt cấp trường hợp đạt thành tích cao hơn so với thành tích để được xét nâng ngạch cao hơn liền kề thì cũng chỉ được xét nâng ngạch cao hơn liền kề và đặc biệt là không sử dụng à, thành tích này để xét nâng ngạch cho lần sau như vậy các bạn chỉ tính một lần thôi không được lấy cái đó để tính cho lần sau à, thì đây là một trong những nguyên tắc à, để các bạn nắm như vậy là có hai cái đối tượng được xét thì các bạn phải chú ý như vậy sau khi các bạn nạp dữ liệu báo các bạn rồi thì các bạn sẽ bắt đầu làm được hàng loạt câu hỏi trắc nghiệm ở à, trên phần mềm của thầy đó, để bước đầu nạp dữ liệu này hay là các bạn à, bắt đầu các bạn nạp dữ liệu này à, thì các bạn đọc câu hỏi này siết nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ siết nâng ngạch từ nhân viên hoặc tương đương lên cán sự hoặc từ cán sự lên chuyên viên à, nếu đáp ứng các điều kiện sau đây a phương án a và b thì thì phương án c là phương án a và b phương án d là phương án a hoặc b thì ở đây các bạn thấy là chỉ cần đáp ứng được một trong các điều kiện tức là có ít nhất là a b thì các bạn phải chọn nội dung đây phương án a hoặc b à, phương án a hoặc b có nghĩa là xảy ra a mà không xảy ra b mà b xảy ra mà không xảy ra a và a và b cùng xảy ra cái chữ hoặc ở đây như vậy thì theo cái nghị định thì các bạn vừa nạp dữ liệu đấy có hai điều kiện a và b thì đáp ứng được một trong hai điều kiện ít nhất một trong hai điều kiện để có cái này thôi có cái kia có cả hai thì càng tốt thì các bạn phải chọn cái phương án A hoặc B. Đây là một từ logic đó. Hay là các bạn sẽ gặp cái loại câu là cái giá trị trong ngoặc kép này à, thì các bạn có cái thành tích trong cái giá trị này thì các bạn được xét nâng ngạch lên cảnh công chức nào. Đó, thì các bạn nhận diện ra. Được tặng bằng khen của bộ vân vân là điều kiện để xét từ ngạch nào lên ngạch nào đó. Thì ở đây các bạn sẽ chọn ra À, trong cái điều kiện nào thì các bạn sẽ chọn đó. giới thiệu với các bạn như thế. Thế thì như vậy là có rất nhiều dạng câu hỏi để các bạn à, sẽ lựa chọn để các bạn học thôi. Đó, Các bạn cứ từ trên xuống dưới để các bạn xem à, cái, các loại câu hỏi trắc à, nghiệm hay là các bạn thấy là thí dụ xét nâng ngạch khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý xét nâng ngạch chuyên viên à, chính hoặc chuyên viên được bổ nhiệm lên à, tương đương ở chính quyền địa phương. À, thì là phương án nào đó thì như vậy là à, các bạn sẽ làm được hệ thống câu hỏi như vậy các bạn đã có dữ liệu là à, nếu các bạn phải thi thì thi những môn nào à, các bạn mà hoạt động công vụ có thành tích thì thành tích nào thì các bạn được xét rồi các bạn được đề bạt lên bổ nhiệm à, chức vụ chức danh nào thì các bạn được xét còn nếu các các bạn không thuộc trường hợp xét thì các bạn ôn thi các bạn phải ôn thi thôi, đó. thì ôn thi thì ôn theo danh mục của bộ nội vụ ban hành, à, bộ nội vụ sẽ cung cấp ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi à, cho các các tổ, các hội đồng thi. À, vì vậy các bạn cứ dựa vào cái, cái danh mục đề cương ôn tập để các bạn ôn tập thôi. nó rất nhiều kiến thức, cho nên các bạn nên ôn tập sớm, à, thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để các bạn ôn tập. Thế còn à, còn một tháng nữa ôn tập thì các bạn ôn tập dành nhiều thời gian thì các bạn ôn vẫn kịp nhưng mà như thế nó nó gấp gáp à, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn nên ôn sớm trừ trường hợp các bạn mà không có điều kiện thì các bạn mới ôn gấp gáp à đấy thì cái phương pháp học là như thế thì, thì chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn các bạn muốn học lại cái mục này thì các bạn kích chuột một la mã kiến thức chung này à, rồi các bạn muốn thoát ra khỏi phần mềm để bảo mật cái mật khẩu của mình thì các bạn làm thế nào thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình có hình người này các bạn nhấn nút trái để sau xuất hiện chữ thoát các bạn nhấn nút trái và chữ thoát để bảo mật cái mật khẩu của mình để đối với Windows thì các nút điều khiển cửa sổ nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình MacBook nằm bên tay trái các bạn chỉ mũi tên chuột và chỗ chiếu là tắt cửa sổ à, đấy như vậy à, tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua học cái tài liệu nghị định 116 các tài liệu khác hoàn toàn tương tự như vậy chúc các bạn thành công